Thực chất chỉ có 3 phương pháp căn bản để phân phối hàng hóa. 1. Bán lẻ. Tôi chắc rằng ai trong chúng ta đều rất quen thuộc với hình thức bán lẻ này. Cửa hàng thực phẩm tươi sống, tiệm thuốc tây, cửa hàng bách hóa đến cửa hàng mua thứ gì đó và gọi là mua lẻ. 2. Bán hàng trực tiếp. Thường bao gồm những ngành hàng, bảo hiểm, dụng cụ nhà bếp, từ điển bách khoa, v.v. 3. Tiếp thị mạng lưới. Đây là chủ đề chúng ta sẽ thảo luận trong cuốn sách này. Loại hình kinh doanh này sẽ không lẫn lộn với hai loại hình kinh doanh trên, đặc biệt là với phương thức bán hàng trực tiếp. Tiếp thị mạng lưới thường bị nhầm với hình thức này. Loại hình kinh doanh thứ tư thỉnh thoảng cũng được liệt vào danh sách là những đơn đặt hàng từ xa. Đơn đặt hàng từ xa có thể là một loại hình tiếp thị mạng lưới, nhưng phần lớn thuộc về lĩnh vực bán hàng trực tiếp. Loại hình thứ năm thường gây nhầm lẫn với tiếp thị mạng lưới tôi đề cập ở trên, đó là bán hàng kim tự tháp. Sự thực là các phương thức bán hàng dạng kim tự tháp là bất hợp pháp. Một trong những lý do khiến nó bất hợp pháp là vì nó không có sự lưu chuyển hàng hóa hoặc dịch vụ hợp lệ. Nếu hàng hóa không được lưu chuyển, bạn chẳng còn có thể gọi là tiếp thị, chứ nói gì đến tiếp thị mạng lưới. Gọi là mạng lưới hoặc đa cấp thì có thể, nhưng tiếp thị thì hoàn toàn không. Phần lớn, những sự từ chối mà người ta thường đặt ra để né tránh việc tham gia vào tiếp thị mạng lưới là vì họ không phân biệt được sự khác nhau giữa bán hàng theo phương thức tiếp thị mạng lưới và bán hàng trực tiếp. Điều này có thể hiểu vì phần lớn các công ty tiếp thị mạng lưới nổi tiếng thuộc hiệp hội bán hàng trực tiếp. Có lẽ bạn xem chúng như những chương trình bán hàng gõ cửa từng nhà, do lần đầu tiên bạn tiếp xúc với chúng khi một nhân viên phân phối gõ cửa nhà và bán hàng cho bạn.